Mình à, mình cũng muốn bán viên kim cương của mình để đi làm từ thiện. Và mình không đấu giá mà mình bán thấp hơn giá so với mình mua. Và viên kim cương của mình là mình mua ở Vương quốc Bỉ, ở thành phố Kim Cương, thành phố Antwerp. Và mình có đầy đủ giấy tờ. Đây là viên kim cương dòng F. Nó là 2,05 carat, mình tính chính lại. À, mình mua là 31.000 đô chưa tính cái cả giá bằng vàng trắng này. Thì nếu như mà anh chị nào mà cần nhượng lại thì đảm bảo đây là kim cương thiên nhiên 100% của Nam Phi dòng F và có giấy chứng nhận của nơi bán kèm theo giá bán, giấy tờ đầy đủ. Mình bán rẻ hơn chứ mình không đấu giá, bởi vì đấu giá là giá vô cùng. Cái đéo gì đây? Mày nói gì vậy Tâm? Hả? Rồi cái viên kim cương nước ép, cuộc đời tao chưa bao giờ chơi nước ép. Nhưng mà thôi, như thế này, tao sẽ lấy lại cái viên kim cương của mày, được chưa? Để cho mày có tiền mày làm từ thiện. Giáo sư nói là làm, mua bao nhiêu? 31.000 đô đúng không? Chưa kể cái vỏ nhẫn chứ phải là cà rá, được chưa? Không ai gọi đó là cà rá trơn á, cái vỏ nhẫn, được chưa? Rồi ok, 31.000 đô nước ép 2.05 carat à, là tính ra là tầm cỡ là coi như là gần 700 triệu rồi, đúng không mọi người? Gần 700 triệu, ok. Rồi, à, thôi cái này là 50 cây, quá nhiều so với viên kim cương. Thôi cái này đi, 25 cây. Thôi nó cũng quá nhiều so với viên kim cương. Cái này cũng quá nhiều so với viên, chờ tao xíu nghe, ok. Quá trời mà, cái nết này khó chịu vô cùng hả Tầm, được chưa? Là coi như cứ cho là coi như là... Trời ơi, tao nói thiệt á. Rồi, 1 cây, được chưa? 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây, 800 triệu. Rồi, một chút xíu và 800 triệu đủ nút có viên kim cương đó. Ok, ra một cái kèo, mang kim cương về Đà Nẵng. Tao ra tận sân bay tao đón mày, được chưa? Kèm giấy kiểm định của thế giới, giấy kiểm định của đơn vị mày mua. Được chưa? Chưa bao giờ thấy mày khoe giấy kiểm định. Tin, tao tin mày giàu, được chưa? Chứ không phải mày nghèo. Tin hết rồi, được chưa? Nhưng mà có giấy kiểm định, chứ thấy viên kim cương nó hơi đục. Nó đục hơn cái tương lai của mày. Khó chịu vô cùng, được chưa? Đó, giáo sư sẽ ra Đà Nẵng đó, giấy kiểm định, rồi sẽ có hóa đơn mua bán trước đó, ba mấy ngàn đô của Bỉ à. Qua Bỉ chi, mấy gì nó ở Việt Nam đây. Nhưng mà thôi kệ, tôi là một người làm thiện nguyện nhiều, tôi thương người. Tôi nghe nói nếu người ta đấu giá viên kim cương đó để làm thiện nguyện, ok tôi mua. Và nó thẳng luôn nè, kim cương chơi nó sẽ lỗ từ 3-7%, được chưa? Cho nên không có chuyện là bây giờ là mua 31.000 đô bán lại được 31.000 đô đâu. Nhưng mà thôi, tôi thương mày, tôi vẫn mua với giá y 31.000 đô. Chứ đúng ra chỉ mua lại là 97 hoặc là 93% thôi. Rồi chơi luôn, cái cà rá là tặng đúng không? Cái vỏ nhẫn là cái tặng kèm đúng không? Rồi cũng được đi, khoe chỉ cà rá đó, được chưa? Rồi, ở Việt Nam không chơi nước ép. Mà nhìn cái cách mà mày đeo kim cương trong cái ngón tay, thực sự tao cũng không thích đeo. Tao không thích đeo, tao nói thẳng. Nếu tao mua về thì chắc tao cũng phải đánh bóng lại, hay là làm như thế nào đó, hoặc có thể là gã đi lại. Chứ thật sự nhìn cái cách đeo trong cái ngón tay á, là không thích đeo, sợ lây nhiễm, được chưa? Nhìn ngón tay là biết là đó, kiểu mọi người có ai giống như mình không, đang ăn cơm mà nhìn cái ngón tay mà đeo viên kim cương đó là bỏ chén cơm giữa chừng, nuốt hỏng trai. Rồi, Việt Nam nói là làm, giáo sư nói là làm, về tới sân bay Đà Nẵng kêu thằng này ra đón, kèm giấy kiểm định tất cả mọi thứ, hóa đơn mua bán, giáo sư mua lại với cái đúng giá mà nó mua được chưa? Tất nhiên giáo sư phải mang đi kiểm định luôn, kiểm định ngay và luôn. À, giáo sư cũng thuộc cái dạng là chơi không có nhiều nhưng mà cũng là một khách VIP của BNG, vào BNG kiểm định luôn, được chơi chất lượng luôn, có thể mất thời gian khoảng là vài ngày hoặc là một tuần. Đúng mọi người, cái gì nó phải rõ ràng. Cho nên mua viên kim cương ở đây là không phải là thích mua, không phải thấy đẹp mua, mà là thương người, thương Tầm Nguyễn, được chưa? Lương tháng 5 triệu mà hơn thua viên kim cương ngàn tỏi là cái gì trời, được chưa? Nói kim cương họ đeo này nó sáng choang, nó thì tôi đeo tôi ít vệ sinh lắm mọi người. Mọi người hiểu viên kim cương ít ra chơi nước ép lắm, được chưa? Tôi có bèo bèo cùng lắm tôi cũng chơi nước A, không bao giờ tới cái nước ép đâu mà dám mang lên khoe. Đấu giá là đấu giá là sao? Đấu giá là đây người ta đấu giá dành cho những viên kim cương quý hiếm. Viên kim cương mà có 102 trên thế giới, những viên kim cương đặc biệt giá trị lớn mới đấu giá. Chứ còn cái đồ 2 carat mà nước ép, hiểu không? Về đây Việt Nam đài làm gì cho hết, được chưa? Ở đâu cũng vậy, có giấy kiểm định của nơi bán và giấy kiểm định của thế giới, vậy là ok rồi, thế thôi. Rồi nó thẳng cho vuông luôn, đừng có gáy nữa. Trời ơi, được chưa? Mày phải gặp người như tao, tao sẵn sàng tôi thu mua lại viên kim cương đó cho mày có tiền làm thiện nguyện, dưới sự giám sát của tất cả mọi người cộng đồng mạng, được chưa? Và cái số tiền mày bán được viên kim cương đó, tao và mày, tao sẽ giám sát mày luôn, mày làm thiện nguyện như thế nào. Mình phải ra một cái thống nhất ngay từ đầu, chuyển cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ok không? Được chưa? Sau khi tao thanh toán đủ cho mày cái số tiền viên kim cương là 31.000 đô, mày phải chuyển ngay cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 31.000 đô đó. Tất nhiên sau khi mà viên kim cương được gọi là được định giá, được kiểm tra lại, đúng không mọi người? Đó, thương là mua, chứ ở đây không đeo nước ép. Ở Việt Nam không đeo nước ép, được chưa? Rồi, một giây quảng cáo bắt đầu. Những gì chạy trên màn hình là biết thế đó.
cái cuộc đời mình nó còn khó khăn thì mình đừng có sân si với những người người ta gọi là có cái gọi là được trời độ, những người mà có cái sứ mệnh. Nhưng mà Nguyễn Phương Hằng làm cái gì được cho họ sinh ra mang trong người một cái sứ mệnh rồi, mình khổ đi. Mà Nguyễn Phương Hằng là khổ cần xô giấy, nhìn bảo là quá chất lượng rồi, rồi những gì kể trên màn hình là biết thế thôi. Đầu Trang có cái cửa hàng ở trên, hiện nay trang giả mạo của mình rất nhiều, đặc biệt là cái FB mà xong nhà thảo mộc xong nhà không phải của mình, nó lấy video mình nó chạy quảng cáo. Cho nên tốt nhất là cứ chính chủ ngay, có cái kênh TikTok chính và phụ của mình, có cái giờ lao hoặc có cái gọi là FB hoặc là có cửa hàng đầu trang TikTok này, 4-8 có xong nhà đủ liều, đủ trầm, chủ trầm, nhan trầm, kết hợp chuỗi 26 hàng bản nhất lọc là tốt nhất. Những gì chạy trên màn hình là biết cửa hàng toàn bộ đánh giá 5 sao rồi. Ok, chương trình vì bạn xứng đáng xin được tiếp tục. Nguyễn ra kèo nè. Rồi mọi người làm chứng cho mình được kèo này, để nó gáy quá, để nó gáy lâu quá, khó chịu vô cùng, thực sự khó chịu vô cùng tận luôn, được chứ? Giáo sư ra kèo luôn, 34.000 đô thì 34.000 đô đem ra người ta định giá như thế nào, kiểm tra lại chất lượng này kia như thế nào, nó có đúng như vậy không? Ok, giáo sư chốt một cái rẹt, được chứ? Đối với giáo sư một năm làm thiện nguyện mấy tỷ thì coi như nếu mà Tầm Nguyễn nó làm thiện nguyện mà 34.000 đô, giáo sư sẵn sàng mua lại viên kim cương đó để cho thằng Tầm Nguyễn nó làm thiện nguyện, nhằm kèo giúp giáo sư, nhờ Giang Cư Mặt đứng ra làm trọng tài cho cái kèo này, được chưa? Và toàn bộ số tiền khi mình trao để mình lấy viên kim cương, ngay lập tức mình sẽ giám sát cái việc chuyển cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm thiện nguyện. Hoặc là sang năm mình sẽ tiếp tục xây 12 căn nhà cho bà con nghèo. Nếu Tầm Nguyễn muốn nhà ý thông qua mình để làm thiện nguyện thì mình xây thêm 12 căn nữa, là tổng cộng 24 căn, đúng chưa? Ai theo dõi mình cũng biết, người thật việc thật, một năm xây 12 cái nhà, 2 tấn gạo mỗi tháng, nhập viện khẩn cấp, trâu bò, trâu heo, trâu kế sinh nhai, bếp ăn cho học sinh vùng cao 200 em mỗi tháng nữa. Làm rất nét, chơi rất đẹp, sống rất chuẩn, nói rất uy tín, nói 1 là 1, 2 là 2, không nói nhiều. Ok, Tầm Nguyễn cảm thấy sao? Chứ không có ai lên tiếng mày hó hé mày gáy hoài cái viên kim cương mà nước ép. Thứ nhất là nước ép, thứ hai nhìn cái tay mày đeo là tao không bao giờ tao muốn đeo lại cái viên đó. Nói rõ ràng luôn, nếu có mua về có khi tao vứt hoặc là tao bán rẻ lại cho ai đó, được chứ? Không bao giờ đeo, nó danh dự luôn với mọi người, nó là như vậy. Rồi, kéo không, được chưa? Rồi, cảm thấy cuộc đời mình bế tắc quá thì tìm tới giáo sư lấy phong thủy về xài, mọi thứ nó sẽ rất là ok. Rồi, tạm biệt nhé, chào mọi người. Cho Tầm Nguyễn xem video này, mời Tầm Nguyễn về Đà Nẵng mang theo viên kim cương cùng giấy kiểm định. Nếu không có tiền đi máy bay, giáo sư tài trợ luôn, được chưa? Về tới, không, nóng chuẩn đó là làm. Không có tiền máy bay ở Sài Gòn, Hà Nội cho nó bay gì, ok, giáo sư lo hết, khứ hồi, được chưa? Rồi, ngay khi mà ký kết kiểm định này kia, mẫu thứ viên kim cương sẽ được thu lên một cái đơn vị bên thứ ba, người ta thu lại, người ta kiểm định, ok, này kia các kiểu xong xuôi, vô kèo luôn. Ok, người nghèo chuẩn bị có 600-700 triệu nè, chúc mừng bà con nghèo chuẩn bị có 600-700 triệu, rồi, thế thôi. Cần hết nước luôn á, Tầm Nguyễn hen. Về câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, vâng, tôi không nói đến cái số tiền hơn 20 tỷ đồng mà gia đình bà Nguyễn Phương Hằng đã chuyển để ủng hộ đồng bào vùng lũ. Tôi cũng không đi sâu vào cái câu chuyện lời bài hát T30 và tôi đang gây tranh cãi trên cộng đồng mạng. Mà video này tôi muốn nói về chiếc thiện 1.000 tỷ. What? Mà trong phiên live gần nhất và duy nhất của bà Phương Hằng cách đây ít hôm, bà đã công bố. Chúng ta cùng xem video. Chờ ai nè? Bỏ 1.000 tỷ ra mua cái nhẫn kim cương này, tôi cho vô quỹ mặt trận Tổ quốc liền. Mua đi, mua giùm tôi đi, 1.000 tỷ tôi cống hiến vô mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi hứa danh dự với quý vị, lời hứa ngày đầu tiên tôi xuất hiện tại đây này. Tôi thấy một điều rất là lạ là khi mà tôi lướt trang mạng xã hội mấy ngày hôm nay, tôi liên tục bắt gặp hình ảnh những thanh niên, trong đó có cả những người được gắn mác hai từ nghệ sĩ, họ xoáy sâu vào câu chuyện là chiếc nhẫn kim cương của bà Phương Hằng này trị giá không bao giờ đến 1.000 tỷ, mà đó là bà Nguyễn Phương Hằng mái nổ. Và mạng xã hội của chúng ta lại nổ lên những tranh cãi xung quanh câu chuyện chiếc nhẫn kim cương này của bà Phương Hằng. Thì ở video này tôi sẽ nói theo cái góc độ là cái góc nhìn tôi để các bạn cùng tham khảo nhé. Trước tiên thì cá nhân tôi gửi lời chúc mừng tới bà Nguyễn Phương Hằng khi bà ấy đã được tự do trở về bên gia đình, bên chồng, bên con, sống cuộc đời hạnh phúc sau cái quãng thời gian mà bà ấy chấp hành án phạt tù ở cái câu chuyện lùm xùm giữa bà và một số người mà cách đây mấy năm ấy. Tôi không đi sâu về câu chuyện này. Còn trong cái live stream mà bà ấy nói là nếu ai bỏ bộ tiền ra 1.000 tỷ để mua cái nhẫn kim cương của bà ấy thì bà sẽ đóng góp số tiền đấy vào mặt trận Tổ quốc. Vâng, có thể là câu nói thật của bà và cũng có thể là câu nói đùa của bà, nhưng mà theo cảm quan tôi nhìn ở cái video đấy thì tôi nghĩ câu chuyện đấy nó là một câu chuyện nó kiểu như là nó tiếp diễn trong cái quá trình diễn biến live stream của bà ấy ở cái chương trình đấy thôi. Và nếu ai muốn kiểm chứng lời bà ấy nói thật hay là nổ thì các bạn cứ đăng ký mua 1.000 tỷ đi thì sẽ biết theo ngay, đúng không? Còn trở lại câu chuyện cái giá trị của cái viên kim cương ấy thì thật sự với các bạn,
tôi cũng là người am hiểu một chút về các cái đồ trang sức. Đối với cái viên kim cương của bà Phương Hằng tại cái thời điểm livestream ấy, thì góc nhìn của tôi nó hơi khác như thế này. Đến thời điểm này nhé, tất cả các bạn hay tôi, chúng ta đều chưa thể biết cái giá trị thực của cái viên kim cương đây là bao nhiêu tiền, chỉ biết là nó rất đắt thôi, đúng không? Xong tôi đặt ra cái giả thuyết là kể cả khi bà Hằng bà mua cái viên kim cương đó giá trị mà chưa tới 1.000 tỷ, thì bà công bố ai trả viên kim cương này 1.000 tỷ, bà sẽ hủy hết số tiền đấy vào mặt trận tổ quốc. Nó cũng là một câu chuyện hoàn toàn bình thường. Nó giống như việc là tôi có thể tôi bán một chiếc nhẫn này hay là một cái sợi dây này, tổng hai cái món đồ này của tôi có thể là không tới 5 triệu, nhưng tôi tuyên bố là nếu ai trong các bạn bỏ ra số tiền 500 triệu để mua chiếc nhẫn và sợi dây chuyền này của tôi do tôi đã đeo bao nhiêu năm nay, thì tôi sẽ gửi toàn bộ 500 triệu đấy vào mặt trận tổ quốc. Nó như là cái quá trình đấu giá ấy. Và các bạn phải hiểu là cái giá trị mà khi mình bỏ tiền ra trong cuộc đấu giá có thể nó lớn hơn rất nhiều cái giá trị thật của cái món đồ mà người ta muốn đấu giá, anh em hiểu không? Do đó tôi thấy thật là nực cười khi mà khá nhiều thanh niên, khá nhiều người đã đi soi, lại đi sâu vào cái câu chuyện cái nhẫn của bà Phương Hằng không đến 1.000 tỏi. Các bạn phải trân quý câu chuyện là người ta sẵn sàng bỏ ra hơn 20 tỷ đồng để gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Đó là sự trân trọng tấm lòng của người ta. Tôi không biết mục đích của những người đấy như thế nào, có thể làm những video đấy để giảm đi cái giá trị tiền mà bà Phương Hằng đã giúp đồng bào vùng lũ ấy. Nhưng các bạn ạ, giá trị thật thì vẫn là giá trị thật, sự thật vẫn là sự thật. Số tiền hơn 20 tỷ bà ấy giúp đồng bào vùng lũ là số tiền cực lớn. Đôi khi một đời người chết chắc đã làm ra đủ. Cái hành động đẹp của bà ấy nó hơn gấp vạn vạn lần những cái hành vi phong bạt của những nam thanh nữ tú khác, những nghệ sĩ, những người nổi tiếng, những KOL khác, khi mà họ chuyển giúp đồng bào vùng lũ chỉ có 500.000, 1 triệu đồng và cũng chính bàn tay của họ sửa cái bill để đăng tải khoe mẽ lên mạng xã hội là số tiền mấy trăm triệu đồng hay là mấy tỷ đồng giúp đồng bào vùng lũ. Cái đấy mới cần lên án. Còn dù những người không thích bà Hằng thì chăng nữa, các bạn có xin xẹo câu chuyện đi kiểu gì chăng nữa, thì cái bản chất vấn đề sẽ không bao giờ thay đổi. Rất nhiều người chúng ta cùng chân quý hành động đẹp của bà Hằng. Nó đúng kiểu như là có một số người cũng không thích trang Tết Trương Quốc Anh của tôi, nhưng các bạn không thể làm lu mờ, các bạn không thể làm thay đổi được cái giá trị của cộng fan Tết Trương Quốc Anh này. Đã cùng rất nhiều nhà hảo tâm chúng tôi đi giúp đỡ rất nhiều các cái mảnh đời bất hạnh, đi giúp đỡ rất nhiều đồng bào vùng lũ từ ở miền Trung tới miền Tây Bắc vừa qua. Tổng giá trị tiền mặt và hàng thông qua cộng đồng trang Tết Trương Quốc Anh của tôi gửi tới tận tay người dân cũng phải lên tới mấy tỷ đồng nữa. Đó là giá trị của cộng đồng fanpage Trương Quốc Anh này đem lại cho xã hội. Tôi tin tất cả những người theo dõi trang page này đều chân quý điều đó. Còn một câu chuyện nữa là tôi thấy một số bạn khá là comment vô duyên vào những bài viết của tôi. Tất nhiên là những comment này sẽ bị phản ứng dữ dội từ nhiều cư dân ở cộng đồng mạng. Các bạn hỏi tôi một câu vô lý là sao anh có thể đi bênh vực người vi phạm pháp luật? Ủa, hiện tại bà Hằng vi phạm pháp luật là chỗ nào? Nếu những người nào mà theo dõi đồng hành với tôi từ bao nhiêu năm về trước, các bạn thừa biết những video mà tôi đăng lên, tôi nói về những cái sai của bà Phương Hằng ở cái thời điểm cách đây mấy năm ấy, tôi phân tích rất rõ. Tôi luôn bảo các bạn rồi, tôi là người trung lập trong mọi sự tranh cãi của các bên. Tôi luôn luôn có những cái góc nhìn như vậy để cho những khán giả họ thường xuyên theo dõi tôi, họ tham khảo. Góc nhìn của tôi nó sẽ đa chiều hơn, tôi không làm theo cảm tính. Nên là các bạn xem video của tôi, các bạn đừng dùng cảm xúc để các bạn đánh giá, mà các bạn phải dùng lý trí. Có thể video này tôi nói tốt về bà Hằng, nhưng biết đâu được video sau tôi sẽ phân tích ra những cái chưa được. Nếu mà bà Phương Hằng mà ra những video tiếp theo mà nó có vấn đề nào đấy, tôi cũng sẽ phân tích theo góc độ là cái được và cái chưa được ở những video như thế. Nên anh em xem video của tôi thì anh em phải dùng lý trí. Vì cá nhân tôi không cần fan, tôi cần những người bạn đồng hành, những người nào mà comment lệch sóng dòng suy nghĩ của chúng tôi và những khán giả của tôi theo kiểu là ném đá vào hội nghị thì tôi chặn luôn. Tôi không phải là một KOL chiều fan, mà tôi cần là cần những người bạn, những người hiểu biết đồng hành cùng với tôi trong các cái sự kiện xảy ra xung quanh cuộc sống chúng ta. Nếu các bạn nói tôi rằng vì sao tôi lại đi bênh vực một người vi phạm pháp luật như thế, thì các bạn là một người tôi thật với các bạn. Dân trí các bạn quá thấp. Bà Hằng ở cái thời điểm cách đây mấy năm bà sai thì đương nhiên ai cũng biết, và chính bản thân của bà Hằng cũng đã phải chịu những hình phạt vì một người sống trong nhung nhuộm như thế mà mất mấy năm trời ngồi trong nhà lao. Tôi nghĩ đó là một trong những khoảng thời gian cực buồn, cực đen tối ở phía bà Hằng, và bà Hằng đã phải trả giá vì những sai lầm trước đây của bà. Cũng tương tự như câu chuyện mà chúng tôi, những người làm nghề, chúng tôi thường xuyên tiếp xúc nói chuyện với những thành phần được gọi là tội phạm của xã hội, họ phải trả giá vì những sai lầm của họ. Họ phải đi tù, rồi hết thời hạn tù họ được trở về với gia đình, được trở về với xã hội chứ. Chả nhẽ nói như một số bạn mà comment trong bài viết của tôi thì những người vẫn từng vi phạm pháp luật thì họ không bao giờ trở thành người tốt nữa, đúng không? Xã hội, gia đình và người thân phải tạo điều kiện để cho người ta tái hòa nhập cộng đồng chứ. Có phải ai sai trong quá khứ thì hiện tại bây giờ họ cũng sai đâu. Nên đó là những comment của những người thiệt cận, có cái suy nghĩ ấu trĩ. Mười đếm. Vậy đối với cá nhân tôi ấy,
hành động chuyển khoản số tiền hơn 20 tỷ đồng tới đồng bào vùng lũ của bà Nguyễn Phương Hằng, đó là một hành động đẹp. Tôi tin các bạn và tôi, chúng ta đều trân quý điều đó. Và trong câu chuyện chiếc nhẫn 1.000 tỷ của bà Phương Hằng, dù chiếc nhẫn đó có giá trị 1.000 tỷ hay là có giá trị một vài trăm triệu hay không, điều đó chẳng quan trọng. Thứ mà chúng ta cảm ơn, trân trọng bà Phương Hằng chính là cái hành động cao đẹp khi bà gửi số tiền cực lớn hơn 20 tỷ đồng để giúp đồng bào vùng lũ. Cá nhân tôi như thế. Còn anh em nào mà có một ý kiến khác thì anh em comment vào bài viết nhé.